Cháu Đạt này. Về quê nè, đây là ba của nhà mình nhá, là bà của anh Tiến, còn đây là cháu anh Tiến này, đây cũng là cháu anh Tiến luôn. Em bé tên là gì nhỉ? Con tên là gì? Kìa, con tên là gì nói đi. Nói đi. Con nói đi con tên là gì? Em bé tên là Đạt nha các bạn. Còn đây là em Trâm nè. Còn đây là cụ nhà mình. Hôm nay thì mình có mang rất là nhiều túi mù về nhà để cho cụ với cả các cháu mình bóc luôn. Đây. Bây giờ cụ bóc đi cụ. Nào, cụ bóc mấy cái này xem là có cái bí mật gì bên trong nào. Này. Xé này này, Đạt ơi, xé này. Đó. Wow, được một con gì này các bạn ơi. Cụ bóc xem là cái gì. Con này là con gì? Ô, được con gì này. Con gì nhỉ? Con gì này con? Ôi, Đạt bóc xem là được con gì nào. Nào. Cụ bóc hết xem là được những con gì. Ôi, bóc hết bên dưới đây ra. Con gì? Chuột thanh bao. Bằng dâu tây đấy các bạn ạ. Con này con gì con? Chuột tên. Ôi, con này. Cụ nhà mình toàn bắt được dâu tây. Tên là anh Trâm ạ. Cho em Trâm. Là táo cái nơn. Đúng rồi, em Trâm em bóc nè. Này, con gì này? Con gì kia? Con gấu. Ôi giời, con gấu này. Con gấu. Bóc được một con gấu trúc các bạn ạ. Đấy, rất là xinh luôn. Nào. Rồi cả nhà mình cùng bắt đi xem là được những con gì ở trong này nha. Nào. Ôi giời, con gì đây? Con gì đẹp quá. Ôi giời, này. Đây xem này, bà ơi. Này, đấy, này. Đó, rất là xinh luôn. Các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Hai bạn luôn nha. Này, đấy. Dạ đây nha. Đấy, chúng ta bóc được con nào để ở đây luôn. Các bạn ơi, đây là lần đầu tiên bao ngủ đấy. Wow, đẹp thế. Ôi giời, này. Đã đẹp. Đẹp không? Đẹp. Ui, cụ nhà mình bóc được hẳn một ngôi nhà luôn này, các bạn ơi. Ôi, đẹp quá này. Đấy, cụ ơi, cụ bóc đi. Có cả vàng đấy cụ ạ. Ừ. Có cả cái vàng. Là có vàng ở bên trong đấy. Ôi. Anh ơi, đây à con? Tập trung quay cái đấy không? Quay sát vào tay lúc bóc ấy. Nào. Ôi giời, đẹp quá. Ok. Nào gỡ của cụ ra này. Đấy. Đấy. Đấy, nó gỡ mẹ ra rồi. Không sao đâu cụ ạ, để con cài cho cụ nha. Đây các bạn ơi, em bé kiểu là thấy cái mic nó nháy nháy xanh xanh ấy. Thế là em bé tưởng cái gì? Đấy em bé bóc đi, đây là chưa? Bao. Đó, cái gì đấy? Cái gì đấy? À, xé như này này. Xé, great, bó, thấy chưa? Đây, các bạn ơi, đây là lần đầu tiên cụ nhà mình bóc túi mù và các cháu. Đây, cô Tuyết hướng dẫn này. Đấy nhá, xé này. Đó, được luôn. Đấy, thấy chưa? Đây nào, đây, đấy, bóc đây nào. Wow, đẹp không? Đẹp quá này. Em Đạt em rất là thích luôn. À, chúng ta sẽ để lại một ít để cho chị Bích chiều về chị bóc nha. Để cho chị bóc một ít nha. Đây, cái này để phần, còn có một chị nữa là tên là Bích và đang đi học các bạn ạ. Nên là chúng ta sẽ để phần chị Bích nha. Rồi, cụ ơi, cụ bóc được cái gì đấy? Bao. Đẹp quá. Cụ nhà mình bóc được một con mèo thần tài các bạn ơi. Đây, những cái con này là đã có sẵn rồi. Đó, đẹp chưa? Đây nữa nè. Này, ôi dồi, đẹp quá này, con gì đây? Con gấu trúc. Cụ nhà mình thì bóc được rất là nhiều gấu trúc các bạn ạ. Đấy. Wow, đẹp quá à. Em bé chơi này, em bé chơi cái gì đấy? Em bé chơi cái gì này? Đây nữa các bạn ơi, nhiều lắm. Ồ này. Wow. Nhiều quá này. Hôm nay là mấy ba cháu là bóc được rất là nhiều đồ chơi luôn các bạn ạ. Đấy. Các bạn xem video có bạn nào ở gần nhà anh Tiến không thì đến đây để bóc túi mù nha các bạn. Này, ôi ô, cái quả gì đây này? Quả này đẹp quá. Quả gì đấy cô? Quả gì đây con? Quả gì đây? Yeah. Đẹp quá. Ui dồi, em bé kiểu là nhìn thấy thích này các bạn này. Đây, để ra đây cho em nha. Để đây cho em cùng chơi nha. Đó, em bé wow, đẹp quá à. Đạt bóc được nhiều quá à. Nhiều tiền. Cụ bóc được cái nào thỏi vàng chứ cụ? Chưa. À, mình là cô là Nào, đây. Con thử bóc xem. Có cái gì ở bên trong, bí mật gì nào? Em có cái bí mật gì em bé đang chơi rất là vui luôn. Nào đây. Đấy, cụ bóc được một cái hồ lô luôn các bạn ạ. Nhiều lắm. Đây. Wow. Thím bóc được một con gấu nè. Đấy. Con gì đây? Cái này là con cừu này các bạn ơi. Con cừu. Con cừu xinh lắm. Con cừu. Con cừu đấy.
cụ chọn đi. Ui, ui, các bạn ơi, cụ ơi, con nhặt được vàng rồi. Đấy, được vàng các rồi. Các bạn ơi, nhặt được vàng rồi này. Đây con đấy. Cụ. Con gấu, con gấu. À, con gấu, à đúng rồi, con gấu đây các bạn à. Đấy, vàng đấy. Xem có cái gì ở trong này nào, nhiều đồ quá. Tha hồ mà bóc luôn các bạn ơi. Đây. Đây là đó, các bạn cùng xem chúng ta bóc được cái gì được. Ôi, cái gì đây? À, một bạn gấu nữa à. Đấy. Ăn bạn gấu. Ok, đồ nhiều lắm rồi đây này. Chúng ta bóc nhiều rồi, bây giờ chúng ta xem là mình bóc được cái gì đã đi. Nhá. Con mèo. À, con mèo à, thử xem là đã bóc được cái gì rồi nào. Đây các bạn ơi, hôm nay thì mình với cả phụ mình này và các cháu đã bóc được rất là nhiều đây nè. Ôi. Cụ đếm xem là bao nhiêu cái rồi nào. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Wow, đây. 40 rồi các bạn ơi, rất là nhiều luôn. Đây. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Wow, tận 53 cái mình. Wow. Ở nhà chúng ta có rất là nhiều đồ chơi rồi. Đây này, tha hồ bạn này. Rồi là bạn to, bạn bé luôn. Nè Đạt ơi, Đạt ra xem Đạt thích cái nào nhất nào. Đạt ra chọn đồ Đạt thích đi. Ui trời. Em bé của chúng ta bóc rất là nhiều nhưng mà để đằng sau này. Đấy, Đạt ra chọn. Đạt ra chọn hình thích nhất đi. Trâm thích cái nào? À, Trâm thích cái đấy à? Ui dồi, con Đạt lấy cái nào em? Đạt lấy cái nào? Yên cái à. À, Đạt chỉ lấy cái con bé thôi các bạn ơi. Bây giờ là cụ mình với cả các cháu là bóc ra những cái món đồ này rất là thích luôn. Thế nên là bây giờ chắc là video của mình kết thúc tại đây thôi. Chứ mà bóc hết chỗ này chắc là video lại quay cả tiếng đồng hồ mất thôi. Các bạn nhớ đón xem những video sau của gia đình mình nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nhé. Bye bye nào. Bye bye. Bye bye. Chào mọi người nha. Bye bye.